Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Bây giờ mời các bạn đến với bản tin tổng hợp. Sáng ngày 10 tháng 12, ông Chí Thiện, anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài, có chia sẻ đầu tiên về tang lễ của em trai, cho biết gia đình sẽ đưa thi hài của em trai về Mỹ và tổ chức tang lễ ở xứ Cờ Hoa. Về thủ tục, người thân của Chí Tài sẽ phải trình báo với Phòng lãnh sự Việt Kiều, Sở Ngoại vụ của địa phương. Tiếp đó, Phòng lãnh sự Việt Kiều của địa phương có trách nhiệm cùng Công an tỉnh, thành phố tiến hành lập biên bản hiện trường cũng như kiểm kê tài sản của cố nghệ sĩ. Tài sản cá nhân bao gồm hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Khi trao lại cho cơ quan đại diện nước ngoài hoặc người thân Chí Tài sẽ có biên bản bàn giao đầy đủ, đồng thời phải có chữ ký của đại diện Công an thành phố và Sở Ngoại vụ. Biên bản còn phải ghi rõ về nguyên nhân cái chết nếu đã xác định được và có chữ ký của người làm chứng cùng cơ quan chuẩn đoán giám định. Sau những bước trên, người thân của cố nghệ sĩ sẽ được hướng dẫn đưa thi hài và bảo quản tại nhà lạnh của bệnh viện. Trong trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa thi hài về Mỹ, thân nhân phải liên hệ với cơ sở y tế thành phố để tiến hành thủ tục ướp xác, đưa vào quan tài kẽm, niêm phong, kiểm dịch y tế trước khi chuyển ra nước ngoài. Gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài cũng phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh sau đó. Chi phí phát sinh cho ướp xác và vận chuyển bằng đường hàng không rơi vào khoảng từ 12.000 đến 18.000 USD, tương đương với khoảng 260 triệu đến 400 triệu đồng hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng. Ông Chí Thiện cho biết, Phương Loan, bà xã của Chí Tài đã ủy quyền việc nhận thi thể, lo hậu sự cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam cho nghệ sĩ Hoài Linh. Mọi việc tổ chức thế nào đều do Hoài Linh quyết định. Sau đó, gia đình cố nghệ sĩ sẽ nhờ danh hài Việt Hương hỗ trợ làm thủ tục để đưa thi hài Chí Tài về Mỹ. Theo người thân của cố nghệ sĩ chia sẻ, thi hài của anh sẽ được đưa về Mỹ trong 3-4 ngày tới. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Chiều ngày 9 tháng 12, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót thương. Nhìn lại fanpage của Chí Tài, nhiều người càng đau đớn hơn khi chỉ trước đó 4 ngày, nam nghệ sĩ còn tham gia thực hiện thử thách, đứng một chân trong trạng thái nhắm mắt để kiểm tra nguy cơ đột quỵ. Động tác này xuất phát từ nghiên cứu của Đại học Y khoa Kyoto, Nhật Bản với trên 1.387 người, độ tuổi trung bình 67 cho thấy có đến 95,8% không đứng được quá 20 giây khi giữ thăng bằng 1 phút. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu đứng một chân mà không quá được 20 giây khi thực hiện động tác này thì tiềm ẩn nguy cơ cao bị đột quỵ. Mặc dù kết quả được cho là hết sức lo lắng và thuộc nhóm có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhưng nghệ sĩ vẫn rất lạc quan và nói rằng cần cố gắng để khỏe mạnh hơn nữa. Ông cũng không quên gửi lời thách đấu thưởng thức món ăn bí mật giúp phòng ngừa đột quỵ tới đồng nghiệp của mình. Điều này chứng tỏ nghệ sĩ Chí Tài vô cùng quan tâm đến sức khỏe của bản thân, cũng vô cùng cẩn thận khi tìm hiểu về nguy cơ đột quỵ. Nhiều khán giả cho rằng clip như một dấu hiệu báo trước điều gì không may đến với nam danh hài. Chưa kể trước đó, anh đã từng chia sẻ với công chúng về nỗi nhớ vợ khi hai vợ chồng đã rất lâu không được gặp nhau vì dịch Covid-19. Chí Tài mất nhưng vợ anh cũng không thể bay về Việt Nam ngay vì dịch Covid-19. Vợ Chí Tài cho hay đã ủy quyền cho trợ lý tại Việt Nam và nam danh hài Hoài Linh thay bà lo hậu sự cho anh trong khi chị đang thu xếp để trở về nhanh nhất có thể. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo quý vị nhé! Quản lý cũ của Chí Tài cho biết danh hài phải nhập viện hoàn mỹ sau khi bị đột quỵ vào sáng ngày 9 tháng 12. Dù đã được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng anh đã không qua khỏi. Rất nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đều sốc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của nam danh hài. Trước đó, nam danh hài vẫn tham gia khai máy một bộ phim và hết lòng với công việc của mình, không hề có một dấu hiệu báo trước nào về sự ra đi của anh. Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958. Trước khi trở thành diễn viên hài, anh là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Ngoài ra, anh còn được xem là một bạn diễn ăn ý hơn 20 năm qua với Hoài Linh và ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả bởi sự vui vẻ, hài hước của mình. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ về nước hoạt động, tham gia nhiều game show truyền hình, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã ca sĩ Phương Loan. Anh từng chia sẻ thấy may mắn khi lấy được cô vợ biết thông cảm và tin tưởng. Chính vì điều đó khiến anh tự nhắc bản thân phải giữ mình trước những cám dỗ. Ở Việt Nam một mình, anh dành thời gian để tập thể dục, chơi nhạc, xem phim để có thể học cách diễn xuất từ những nghệ sĩ mình thần tượng. Những thông tin mới nhất về sự ra đi của nam danh hài sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo quý vị nhé!
Nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng phản hồi về sự việc này trước truyền thông và khẳng định rằng không có chuyện Thủy Tiên bị chen lấn chỗ ngồi như những gì netizen đồn thổi. Lý do Thủy Tiên rời đi khỏi sự kiện sau khi hội bạn Linh Chi tới ngồi là bởi photo riêng của cô gọi ra ngoài để chụp hình. Trong sân khấu Việt Nam International Fashion Week, ban tổ chức sắp xếp ghế sát nhau dẫn đến việc chụp hình riêng diễn ra khó khăn. Ngoài ra, góc quay cũng khiến mọi người hiểu nhầm. Đại diện phía nữ ca sĩ Thủy Tiên nhấn mạnh cô không hề bị chen lấn chỗ ngồi như nhiều người suy đoán. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng bày tỏ mong muốn khán giả đừng tấn công các nhân vật xuất hiện trong đoạn clip cũng như các nhãn hàng mà họ đang quảng cáo. Nguyên nhân bởi nữ ca sĩ đã từng hiểu cảm giác bị khán giả tấn công vào các nhãn hàng mà mình đại diện. Về việc khán giả cho rằng thái độ của bộ ba Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngọc Trinh như vậy là không tôn trọng đàn chị, thì Thủy Tiên cũng lên tiếng bênh vực rằng tại đông quá nên các bạn không nhìn rõ ai thôi, chứ không phải là sân si đâu nên mọi người đừng hiểu nhầm. Trước đó, đoạn clip được lan truyền khắp các trang mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên và Ngọc Trinh ngồi cách nhau 3 ghế trên hàng đầu tiên. Sau đó, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và người mẫu Linh Chi xuất hiện cùng tạo dáng chụp hình với Ngọc Trinh. Linh Chi liên tục vuốt tóc về phía mặt của Thủy Tiên. Ít phút sau đó, một người đàn ông xuất hiện nói nhỏ vào tai của Thủy Tiên và nữ ca sĩ rời khỏi chỗ ngồi. Trước tình huống đó, Linh Chi và Lan Ngọc ngước mắt nhìn đàn chị và tiếp tục tạo dáng chụp ảnh. Sau khi bị cộng đồng mạng mang ra bàn tán, thì phía Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã lên tiếng giải thích rằng Lan Ngọc ngồi đúng theo vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp nên hoàn toàn không có chuyện dành chỗ ngồi như mọi người nghĩ. Còn việc Thủy Tiên đứng dậy bỏ đi ra ngoài là do photo riêng của chị Tiên có nhắn chị ra ngoài để chụp hình nên chị mới đứng dậy. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Tính đến sáng ngày 7 tháng 12, group anti Trấn Thành, Hadiwon, Hương Giang với tên gọi là anti MC Đạo Lý, MC Thích Giả Đớt, MC LGBT đã có hơn 34.400 thành viên. Không cần phải giải thích nhiều cũng có thể hiểu được, đây là nhóm dành cho những người không ưa vợ chồng A Dìn lẫn nữ hoàng đạo lý Hương Giang. Lý do group anti này được nhiều người tham gia bởi lẽ là vì Trấn Thành mất điểm khá nhiều trong mắt công chúng vì những lần khóc trên truyền hình. Hầu như game show, cuộc thi hay sự kiện nào khán giả cũng thấy Trấn Thành đổ lệ ít nhất một lần. Anh khóc tại Người Ấy Là Ai, khóc trong Rap Việt, thậm chí là mới đây trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Bố Già, anh cũng khóc vài ba lần. Điều này khiến công chúng hoài nghi rằng anh thực sự xúc động hay dùng chiêu trò để tạo chú ý. Chính vì khóc quá nhiều nên những điều Trấn Thành nói cũng trở thành khó tin với khán giả xem truyền hình. Anh bị gọi là Thành Cry, là MC đạo lý, là người dùng nước mắt để lấy lòng công chúng. Trong khi đó, bà xã của anh tức là ca sĩ Hadiwon, thời điểm cô bắt đầu được chú ý tại showbiz Việt thì chất giọng lớ lớ chính là điểm cộng của nữ ca sĩ. Một cô gái Hàn, nói tiếng Việt vừa đáng yêu, vừa nhiều năng lượng lại được nhiều người yêu thích. Thế rồi, ồn ào tình ái giữa Hadiwon cùng người yêu cũ xảy ra khiến hình ảnh của cô nàng bị xấu đi. Nhất là khi cô quyết định lên xe hoa với Trấn Thành, người hâm mộ gần như quay lưng lại với cô. Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn tìm được những clip Hadiwon đi diễn ở Việt Nam chưa nổi tiếng. Trong đó có khả năng nói tiếng Việt của cô cực kỳ lưu loát, rõ ràng, khác xa với hình ảnh trên TV, khiến công chúng cảm thấy mình bị lừa đảo suốt bao lâu nay. Đặc biệt trong chương trình Nhanh Như Chớp, phát âm của Harry khiến nhiều người chơi không nghe được câu hỏi, ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi. Về phần của Hương Giang, có lẽ không cần phải nói quá nhiều bởi ồn ào giữa người đẹp và Artifan đã trải dài khắp các mặt báo, trang tin suốt thời gian vừa qua. Từ một hình ảnh thân thiện được cả nước ngưỡng mộ thì Hương Giang gần như mất tất cả chỉ vì nói đạo lý quá nhiều, trước sau bất nhất. Nhìn chung, cả Trấn Thành và Hadiwon và Hương Giang đều ít nhiều từng khiến công chúng cảm thấy không hài lòng vì điểm này, điểm kia. Họ đều làm quá một thứ gì đó gây ra phiền phức cho khán giả. Anh thì khóc quá nhiều, chị nói đớt đớt quá lâu, cô giảng đạo lý quá dài, mà cái gì quá nhiều đều sẽ không tốt. Không biết sau group combo này, liệu còn có những mô hình tương tự như thế ra đời hay không nhỉ? Điều này chắc chắn chỉ có các Artifan mới trả lời được. Bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Cụ thể là trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu mới được phát sóng gần đây, nhân việc cùng xem thử thách trong nhà hoang tại Đà Lạt cùng các thí sinh, các cố vấn cũng hào hứng bàn luận về nỗi sợ của mình, cũng như những trải nghiệm khó giải thích trong cuộc sống hàng ngày. Trấn Thành tiết lộ đã có 2 lần chú chó sủa của nhà mình đồng loạt hướng về một điểm ở cầu thang và sủa inh ỏi. Chuyện này xảy ra lúc giữa khuya khiến nam MC không khỏi suy nghĩ.
Tuy vậy, những sự kiện đáng nhớ nhất khiến nam MC phải nổi cả da gà lại xảy ra tại một khách sạn ở Úc. Vì là một nghệ sĩ nên anh phải đi lưu diễn rất là nhiều và từng ở rất nhiều khách sạn khác nhau. Vậy nên không ít lần chuẩn bị đi ngủ, anh lại nghe những âm thanh kỳ quái. Nhưng anh cố trấn an rằng không có gì hết, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu rồi tìm ra chỗ sáng hơn. Một lần sang Úc biểu diễn và ở lại trong một khách sạn rất là cũ và lâu đời. Vừa bước chân vào, anh đã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, âm u ở đây. Lúc này Trấn Thành ở một phòng với nghệ sĩ Lê Giang, anh Đức và Lâm Vĩ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm ở chung một phòng. Lý do là vì vừa bước vào khách sạn, Lâm Vĩ Dạ đã cảm thấy sợ hãi và xin chuyển phòng. Đây chỉ là một số lần gặp những hiện tượng lạ mà nam MC bật mí. Hẳn là đối với các nghệ sĩ nay đây mai đó, việc gặp một vài sự kiện kỳ lạ không phải là hiếm. Các bạn có tin vào những câu chuyện tâm linh hay không? Hãy để lại comment cho kênh của chúng mình biết nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!